Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Phù Cử đã xây dựng thành công hai nhãn hiệu tập thể cho hai sản phẩm là vải trứng Hưng Yên và vải lai chín sớm huyện Phù Cử. Hiện các diện tích vải đã vào thời điểm thu hoạch chính vụ năm 2021. Song song với việc thu hoạch, vấn đề giữ gìn và bảo vệ thương hiệu quả vải được chính quyền và người dân trong huyện quan tâm thực hiện. Hơn 1,3 mẫu vải trứng Hưng Yên của gia đình ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch. Những ngày này, ông thường xuyên kiểm tra tình trạng quả vải để kịp thời điều chỉnh lượng nước tưới cho cây. Dự kiến vườn vải sẽ cho thu khoảng 4 tấn quả. Chúng tôi hiện nay là tuân thủ 100% sản xuất theo Việt Gáp. Các thương lái đã đặt gọi là 100.000 một cân. Thế nhưng mà ngay như thời điểm có người đòi để mà biếu hàng ngay, bây giờ thì cũng không nên thu hoạch bởi vì thực ra nó mất cái chất lượng của cái quả vải đi. Nếu mà mình thu hoạch non một năm thôi, cái này lập tức là nó sẽ mất đi thương hiệu. Giữ vững thương hiệu quả vải cũng là vấn đề luôn được những người trồng vải ở các xã Tam Đa, Minh Tiến và Tiên Tiến quan tâm. Khu vực này hiện có 20 hectare vải đã được cấp mã OTAS để phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Để xuất khẩu sang các thị trường này, người dân luôn tuân thủ nghiêm việc canh tác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Việc thu hái cũng phải chọn lọc, chỉ thu hoạch những chùm vải đã chín đủ tiêu chuẩn. Năm 2020, huyện Phù Cử xuất khẩu được 10 tấn vải lai chín sớm sang thị trường Đông Âu. Cây vải là cây chính của địa phương, nên chúng tôi xác định là trồng quả vải phải đảm bảo chất lượng. Năm này để giới thiệu năm khác và nâng cao cái chất lượng của quả vải. Chúng tôi tuyên truyền cho bà con là chúng ta hãy giữ cái thương hiệu của vải. Chứ bây giờ mà thương lái mà người ta một chuyến người ta không bán được thì chắc chắn là sau chuyến sau là sẽ hạ giá và rất khó bán. Thực tế hiện nay, vì thói quen canh tác cùng lợi nhuận trước mắt, người nông dân ở một số địa phương đã làm mất đi thương hiệu sản phẩm mà cả tập thể phải mất nhiều công xây dựng. Chính vì vậy, những nỗ lực trong việc giữ gìn và bảo vệ thương hiệu quả vải của huyện Phù Cử sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất và mở ra hướng đi bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương.